Thứ nhất là phòng họp thì sẽ hoành tráng hơn nhiều mà. Thực ra báo cáo đồng chí là cái việc cập nhật khắp tất cả chiến trường miền Nam, miền Trung, rồi Lào, Campuchia để làm sao có những cái thông tin tụ hợp cho trang website của chúng tôi. Trên cơ sở đó thì chúng tôi lần mò và tìm những cái đồng chí đồng đội, hài cốt của các đồng chí đồng đội để đưa về cho gia đình. Có những cái chuyện mà có những cái chị nói là chị đó thì chị đã đi tìm liệt sĩ qua nhà ngoại cảm đã đưa một cái mộ về rồi, thế đến nay thì lại được thông tin là mộ của chồng mình vẫn còn đầy đủ các thông tin của liệt sĩ, thì cũng đấy là một cái rất là đau xót cho một cái người thì có hai hài cốt. Còn những cái gia đình thì vĩnh viễn nếu như là không tìm được cái phần cốt hài cốt liệt sĩ. Có những trường hợp nữa chúng tôi báo cho tìm cho liệt sĩ hy sinh ở như này nhưng mà gia đình cũng lại đã chót mang một cái mộ khác về rồi, bố mẹ còn nhưng anh em vẫn còn không dám nhận là vì bố mẹ nay vẫn còn thì làm sao mà nhận, bởi vì bố mẹ đang vui mừng với cái mộ kia nên cái mộ này cũng người ta không dám nhận nữa.